em trai. Mời đi. Xin mời nhà gái. Rồi mời em trai giới thiệu về mình. Mình tên là Thành Long, sinh năm 1996. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Công việc của mình là nhân viên văn phòng. Thành Long, tên đẹp ha. Thành Long, làm công việc gì, văn phòng mà làm gì Thành Long? Điều phối và đặt hàng thiết bị. Làm ở Long Thành luôn hả? Em làm tại Biên Hòa Đồng Nai. Biên Hòa Đồng Nai, nhà Thành Long ở đâu? Nhà em ở Biên Hòa Đồng Nai luôn. Em ở với ai? Em ở với bố mẹ, với em trai. Rồi mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ em chào chị Ngọc Lan, con chào chú Quyền Linh. Trời dạ con. Con chào quý khán giả đang ngồi xem ở dưới và con chào khán giả đang xem qua màn ảnh ạ. À. Dạ con tên là Huỳnh Hoàng Mai Nhi, năm nay con 25 tuổi, con là giáo viên và con đến từ Bình Dương. Dạy cấp mấy? Dạ dạy cấp 3. Ở Bình Dương là mình ở với ai? Dạ em ở với lại gia đình em. Dạ hả? Là quê Bình Dương luôn? Dạ quê ở Bình Dương luôn. Đó. Thì Bình Dương qua Đồng Nai gần không Thành Long? Cũng gần à. Cũng gần đúng không? Trời sao hiền dữ trời. Ít giao tiếp không sao nhát dữ vậy. Long có điểm mạnh điểm yếu gì? Điểm mạnh là hiền. Hiền. Để chơi môn thể thao. Môn gì? Cầu lông với đạp xe. Cầu lông đạp xe rồi gì nữa? Thế rồi anh. Còn điểm yếu là gì? Điểm yếu là hơi nhút nhát. Quá nhát luôn. Nói nhỏ nữa. Đúng không? Chắc ít đi giao tiếp ngoài lắm hả? Không. Nhiều bạn không? Dạ, nhiều anh. Nhiều bồ không? Cũng ít. Cũng ít. Không biết luôn. Thôi được rồi. Dạ con chào chú Quyền Linh. Con. Dạ. Cô bên đây lanh lại. Anh bên đây đến hiền khô ngồi cục kìa đó. Bù trừ cho nhau. Đúng rồi. Bây giờ nhà gái nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi nào. À, dạ thưa chị Ngọc Lan, là điểm mạnh của em là một người vui vẻ, hòa đồng. Em thích tham gia các hoạt động của xã hội, chẳng hạn như là những cái hoạt động mà làm tình nguyện ạ. Còn về điểm yếu của em thì em có một cái nhược điểm là đến bây giờ thì em vẫn chưa dám một mình lái xe máy ra ngoài đường ạ. Rồi đi dạy đi bằng gì? Dạ nhà chở em tới trường ạ. Trời ơi. Chở 12 năm học, chở thêm 4 năm đại học nữa, rồi giờ chở đi làm nữa chứ trời. Đúng không? Rồi mai mốt cái chồng phải chở nữa. Mình phải cố gắng tập đi. Dạ. Thật ra mình không biết lái xe là mình thụ động lắm, nhiều khi bực mình lắm. Không có người khác lái mình khó chịu lắm. Dạ. Không chỉ có học lái xe máy, mình học lái ô tô luôn. Theo chú là vậy đó. Dạ. À, gì thấy cô giáo cũng được rồi đó, chỉ còn cái lái xe nữa thôi. Dạ. Rồi giờ mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ từ trước giờ là em chưa có một mối tình nào hết đó chị Ngọc Lan. Chưa có mối tình nào hết. Dạ. Lo học không hà, học xong rồi đi dạy trẻ. Mình có mấy mối tình này Long? Dạ em có một mối tình, em quen nhau được 3 tháng. Quen dài quá. Quen nhau mình có nói yêu cô ấy không? Dạ có. Rồi sao cô ấy có yêu mình lại không? Cũng có. Rồi sao chia tay? Tại không hợp tính cách với lại có người thứ ba xen vào. Ai? Dạ người ấy bên kia. Người ấy bên kia? Là ai mà kỳ vậy? Con trai xen vào hay con gái xen vào? Cái gì vậy? Có vụ ra. Con trai xen vào. À vậy hả? À. Mà quen 3 tháng đúng không? Dạ đúng rồi chị. Có nắm tay chưa? Dạ rồi chị. Có hôn chưa? Dạ chưa hôn. Tại chưa hôn người ta đó nên người ta mới chia tay đó. Bên kia người ta tấn công cái ta hôn liền. Đúng không? Chết rồi. Vậy sao đi cua con gái được trời? Ông ngồi kìa. Ờ. Ngồi thoải mái lên coi Long. Hả? Cũng chơi thể thao lắm chứ, mạnh dạn xíu thôi. Bây giờ là nói cho chị Ngọc Lan biết mình muốn tìm người yêu nào để coi chú qua coi bên đây cô giáo giống như ý của con không nha. Muốn tìm người yêu vui như chị. Muốn tìm người yêu vui như chị. Muốn tìm người yêu giống như chị hả? Dạ. Chị dữ lắm đó. Dữ nhưng mà không sao hết, em chịu được. Em chịu được không? Chị dữ lắm, chị hay la lắm đó. Dạ em chịu được chị. Vậy hả? Dạ. Cô gái bên kia không có dữ bằng chị. Cô gái bên đây cười tươi hơn chị Ngọc Lan luôn. Cao 1m5, công việc làm ổn định. Ổn định rồi. Làm giáo viên được không? Dạ cũng được chị. Ừ. Cô bên đây cái gì cũng được hết trơn á. Chỉ cái không biết lái xe thôi. Long có thể lái xe chở cô này đi được không? Dạ được anh. Chở thở được mệt không? Thở có mệt không? Sao thấy thở như vậy? Không chị. Đang rung hả? Không rung chị. Không rung hả? Làm như nó được ba mẹ ép lên đây thì sao? Ngồi sợ như vậy. Ai đăng ký lên đây? Em tự đăng ký. Em tự đăng ký hả? Dạ. Hơi thở ổn định không?
Có chị. Rồi, nhát an tâm về mặt sức khỏe rồi. Bây giờ con nghe thấy cảm giác anh mình nói sao? Dạ là một người nhút nhát và hiền lành. Dạ. Hiền lành lắm. Hiền lành. Dạ. Còn mình á, mình muốn có một người chồng lý tưởng như thế nào? Con muốn có một người chồng là nhất là không có gia trưởng ạ, à, một người đàn ông không hút thuốc ạ. À. Dạ, lại một người vui vẻ, hiền lành, biết quan tâm lo lắng cho gia đình ạ. À. Dạ. Có hút thuốc không? Dạ em không chị. Rồi, ngon lành. Dễ gì, nhìn mặt là không biết hút thuốc, không biết nhậu luôn rồi đó. Cô giáo có cái hình mẫu nào lý tưởng của mình không? Con chỉ muốn bạn nam bên đây là cao 1m65 á chị. Rồi, dạ. 1m65 hơn. Dạ, vậy là được rồi ạ. Chứ em cũng không có đặt ra cho mình một tiêu chuẩn quá cao đâu ạ. Dạ. Bây giờ mình hỏi người thân đi, cô giáo đi với ai? Dạ thì hôm nay đến với chương trình ngày hôm nay thì em đi với lại bà Năm, bà Bảy với lại cô ạ. Dạ. Dạ. Bà Năm, bà Bảy luôn ha. Dạ. Chào các bà. Dạ, có thiếu bà Tám thôi. Rồi xin mời gia đình chúng ta có ý kiến thế nào? Thì hôm nay cũng là một cái nhân viên của cháu. Thì thấy bên Nam thì thấy cũng dễ thương. Thì có nhút nhát nhưng mà giờ cái mặt cũng hiền lành. Thì thôi cái này là cũng như là cái duyên đi, trước mắt thì gặp nhau, kế nữa là phải tìm hiểu. Dạ. Rồi, nói chung là bên này cũng thích. Cảm ơn bà Năm. Bà Bảy thấy sao bà Bảy? Đối với bà Bảy thấy hai đứa nào cũng dễ thương hết. Nhưng mà do hai đứa nó tìm hiểu. Dạ. Em đi với ai? Dạ em đi với ba má và em trai ạ. Rồi, có ba má với em trai luôn. MC Quỳnh Linh Ngọc Lan ạ. Dạ. Xin chào nhà gái ạ. Xin chào khán giả trường quay ạ. Dạ chào. Con chào chú. Chú là ba của cháu Long. Long thì đặc biệt là nhất là hiền. Rất hiền, ít nói chung là rất nhạt gái. Cho nó nhát hết luôn á. Rất nhạt gái, dạ. Không có dám Long quen với bạn gái đâu. Nói chung là quá trình đi học, đi làm cũng vậy. Gái hầu như rất ít bạn gái. Không được lánh le những người khác đâu. Bởi vì anh hiền thì bao giờ cũng là chậm. Riêng đối với cháu gái á, thì nhìn chung về cháu gái thì cũng thấy cũng hiền lành, cũng dễ thương, cũng nhanh nhẹn. Thì bây giờ là nói chung là đến đây là cũng là cái duyên. Tuy hai đứa mà nếu thấy mà có thể mà đến với nhau được thì nhận nụ hẹn hò thì là quen. Sau này nếu mà được thì hai gia đình đi lại ha. Mình cưới liền không? Nếu được cưới liền không? Mẹ thì có mẹ. Nói chung là không có cưới liền, chứ mà nói chung là trong vòng khoảng năm. Thế nếu mà được thì hai cháu ấy thì tổ chức thôi. Quan trọng là ở hai cháu. Thế còn gia đình thì lúc nào cũng sẵn sàng. Thấy cái vụ này là cô giáo chủ động giùm tôi cái nha. Dạ. Chứ cậu bên kia cũng nhát thiệt luôn á. Dạ. Lúc nữa muốn cái gì là cứ hỏi hết nha cô giáo nha. Dạ. Rồi. Bây giờ là thời khắc quan trọng cho đôi trẻ gặp nhau. Mở rào. Đứng lên, nói lớn lên nha, đứng lên. Đi tới. Anh có món quà tặng em. À dạ em cảm ơn anh. Dạ em có món quà nhỏ gửi cho anh. Dạ em cảm ơn. Mình mở quà coi bạn gái tặng mình gì. Mút dán quá rồi. Đó, đeo qua vừa bụng không? Dạ vừa anh. Dạ vừa. Vừa đúng không? Dạ. Vừa. Hợp rồi ha. Dạ. Trời ơi vậy ngon rồi. Tối nay đeo gì địch ngủ nha. Rồi cô gái chủ động nào. Dạ lần đầu anh gặp em thì anh có cảm nhận như thế nào ạ? Anh thấy em dễ thương, hiền và nhanh nhẹn. Lần đầu em gặp anh thì thấy có ấn tượng gì về anh? Em thấy anh là người hiền lành ạ. Dạ nhút nhát. Dạ. Nếu như mình quen nhau thì em muốn hẹn hò như thế nào? Dạ em nghĩ là hẹn hò vào ngày cuối tuần ạ. Dạ tại vì là ngày cuối tuần thì mình sẽ có nhiều thời gian rảnh hơn ạ. Anh cũng vậy. Tao không biết lấy xe đó, có qua chở anh không? Được anh. Long, tao không biết lái xe đó, nói anh sẽ qua chở em được không? Anh qua chở em đi được không? Dạ được ạ, dạ. Vậy thì chừng nào em có thể cho anh bước tới? Dạ thì trong quá trình mà tìm hiểu nếu như mà mình hợp thì em nghĩ là khoảng 1 đến 2 năm. Em có về làm dâu được không? Dạ em nghĩ là được ạ. Làm dâu làm gì, nói người ta trước coi được không, người ta chịu không? Em về chăm sóc cho gia đình. Về làm dâu rồi rủ vợ của em rồi có mâu thuẫn với ba mẹ thì mình sẽ bên ai? Dạ em sẽ... Bình vợ trước. Bình vợ trước. Bình vợ trước hả trời? Dữ chưa? Ai nói người ta hiền đâu. Ừ. Bình vợ lỡ ba mẹ giận sao? Ba mẹ giận thì từ từ cũng nguôi giận chị ạ. Phải biết ba mẹ thương đó.
Thành ra để thôi kệ, ba mẹ giận thì giận, binh vợ trước. Rồi thế nào ba mẹ cũng nguôi ngoai đúng không? Mình phải tìm hiểu coi ai lỗi này kia không? Mình phân tích từ từ thôi chứ binh vợ nhiều, binh vợ quá ba mẹ cũng giận á. Rồi bây giờ đó mình hỏi với bạn gái coi, về thích để con trai đầu lòng hay con gái đầu lòng? Sau này nếu đến xa hơn thì em thích mấy đứa con. Dạ từ 1 đến 2 bé ạ. Trai hay gái? Trước cái nào cũng được hết á. Anh thì anh thích có 1-2 đứa con, trai hay gái gì đều được. Giờ quan trọng là lấy vợ xong rồi tiền ai giữ? Tiền thì em đưa cho vợ giữ và em giữ lại một phần để tiêu xài cá nhân. Giữ lại một phần là bao nhiêu? Dạ khoảng 20%. Thôi rồi. Nhiều quá vậy? Thôi được rồi. Bớt lại được không? Dạ không chị. Sao vậy? Sao không được? Sao mà giữ chi tới 20%? Tính làm quỷ đen hay gì? Dạ Thôi nói ngồi nó lên đang xong bây giờ đó. Đây, nắm tay đây. Dạ. Nhìn thẳng cô gái coi, em thấy cô gái này sao? Em thấy bạn ấy dễ thương. Dễ thương hả? Chưa nhìn luôn á. Chưa thấy nhìn luôn á. Em thấy bạn ấy dễ thương, đẹp. Có hát bài tặng cô ấy không? Dạ, em không biết hát anh. Em đi làm từ sáng đến chiều tối hả? Ở cơ quan tối mới về hả? Dạ, đúng rồi anh. À. Rồi thí dụ đi, bây giờ có vợ về rồi tới cơ quan gặp cô nào của cô em rồi em chịu không? Dạ, không anh. Sao vậy? Em chỉ có duy nhất một cái đó là vợ của em thôi. Ủa cô đó đẹp hơn vợ em sao? Cũng không luôn à. Dứt khoát là chỉ vậy với vợ thôi đúng không? Dạ đúng rồi anh. Bây giờ là ví dụ cô này chưa làm vợ của em, chỉ mới là người yêu thôi. Rồi có mối khác ngon hơn rồi sao? Em cũng vẫn không thay đổi chị. Chắc lắm rồi. Bây giờ có chuẩn bị tiền đám cưới chưa? Em có chuẩn bị miếng đất rồi. Có đất rồi hả? Đất của mình mua hay là ba mẹ cho? Đất của mình mua. Rồi có tiền cất nhà chưa? Tiền cất nhà thì có một ít rồi. Đó, ngon lành. Ba mẹ có cho thêm không? Em hỏi đi, hỏi. Kìa, ba mẹ kìa. Hỏi. Bây giờ con lấy ba mẹ cho con tiền không? Dạ. Rồi, được rồi. Rồi về vị trí thế nào? Rồi, Long để tay vô đây. Tôi giáo đưa tay đây. Giỏi lắm á, làm có tiền mua đất luôn rồi đó. Nãy giờ hai bạn đã trao đổi với nhau cũng khá nhiều rồi, cũng đã hiểu một chút nào đó về nhau rồi. Phần còn lại là quyết định ở hai bạn. Chúng tôi không quyết định thay được. Hai bạn phải suy nghĩ thật kỹ về những lời chúng ta đã tâm sự với nhau, về cái cảm giác khi mà chúng ta nắm tay nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau, xem đó có phải là một nửa yêu thương mà mình đang đi tìm hay không. Nếu có, chúng ta hãy bấm nút. Còn nếu không, thì chúng ta không bấm nút. Và khi bấm nút thì hai bạn phải có trách nhiệm với nút bấm của mình nha. Chị Ngọc Lan sẽ đếm. 1, 2, 3. Hết thời gian. Em cố bấm. Chị chờ. Bây giờ hai đứa nắm tay nhau đi đó. Nắm thế này là Long. Đó. Thấy chưa? Đó. Vui không? Dạ vui anh. Đó giờ chưa hôn gái lần nào đúng không? Chưa. Bây giờ nụ hôn đầu tiên. Hít dữ lắm luôn á. Thấy làm sao? Thấy sao? Bình thường. Hình như chưa trúng hay sao? Trúng chưa? Trúng chưa? Dạ rồi. Thôi chúc hai đứa sẽ sớm tìm hiểu nhau nha. Giới thiệu đôi nét về bản thân chị nha. Họ tên, tuổi, rồi công việc, quê quán, những cái điểm mạnh điểm yếu của bản thân mình là cái gì ha. Ok. Rồi chị bắt đầu đi ạ. Chị họ tên đầy đủ của chị là gì? Chị sinh năm bao nhiêu ạ? Đầy đủ của chị là Ngô Thị Hương. Hiện chị đang làm kỹ thuật trưởng tại công ty Spectre của Đan Mạch. Quê quán chị là ở Nam Định. Chị vào An Giang công tác được 7 tháng rồi. Năm nay là chị 50 tuổi. Chị sinh năm 1973. Chị ơi, chị vào An Giang công tác 7 tháng, có nghĩa là chị ở ngoài Bắc luôn hả chị? Ừ, trước đây là chị ở ngoài Nam Định.
Công ty mới chuyển vào đây thì là chị vào được 7 tháng. Là mình đi công tác một thời gian ngắn thôi hay là mình sẽ làm lâu dài ở đó? Chị là chuyển danh sách là chị làm lâu dài ở trong An Giang này rồi. Công ty là về chuyên cái gì chị ha? Chị công ty là chuyên quần áo thể thao. Trước giờ là chị chỉ ở Nam Định thôi. Nam Định là chị ở đâu ạ? Chị ở Nam Trực, Nam Định. Dạ rồi. Còn mình đi này thì còn gia đình mình rồi sao chị ha? Đến 50 tuổi rồi chuyển vào đây công tác lâu dài rồi. Gia đình ở quê rồi sao ạ? Chị thì chị ly hôn được 4 năm rồi. Còn dạ. Con chị thì là một cháu lớn là đã có vợ và đã có gia đình riêng. Dạ. Còn em thứ hai là đang làm công tác ở Hà Nội. Thứ hai là con trai hay con gái ạ? Em thứ hai là con gái thì em đang công tác ở Hà Nội. Dạ. Thì chị có ở Nam Định hay là chị có ở An Giang thì chị cũng là một mình mà. Rồi, dạ rồi. Về điểm mạnh điểm yếu của chị Hương là gì chị ha? Điểm mạnh của chị thì nói chung là chị không nhiều điểm mạnh. Điểm mạnh của chị là chỉ có là hòa đồng, dễ gần gũi với mọi người. Nói chung là sẽ giành được tình cảm của nhiều người. Nhà chị có cần cầu đò quan không? Chị cần. Dạ. Chị hát hò thì được không? Có hát hò gì được không chị? Chị hát thì gọi là qua qua vậy thôi chứ hát thì không hay. Vâng, chị hát một đoạn đi ạ, chị hát cho mọi người nghe thử một đoạn xem là qua qua của chị là như thế nào ạ. Rồi, chị hát bài Ai Chung Tình Được Mãi nhá. Dạ rồi. Vì là, nói chung vào miền Tây này là chị mới hay đi, miền Tây này là người ta hay hát mà. Thần Yên Hoan thì lại có karaoke. Thì gọi là theo phong trào thì mình hay hát vậy thôi chứ còn yeah. Hay rồi thì bắt đầu nhá. Bình minh ơi dậy chưa, cặp sáng với tôi được không, trời vơi qua mây đông ta thấy cô đơn và lạc lòng. Đêm mới đã ngủ chưa, muốn hãy uống với tôi vài ly. Say thì cứ say, yêu thì bỏ đi. Là rồi, thế chị, chị có điểm yếu gì không nhỉ? Điểm yếu của chị là nói chung chị hay xúc động. Dạ. Mà hay xúc động hay khóc. Nhưng mà khóc thì thường thường là hay khóc một mình. Sao khóc chị? Nhớ nhà hay là sao? Không, nghĩa là mình cứ có cái gì xúc động thì hay khóc thôi. Xem phim cũng khóc hả? Ừ, xem phim cũng khóc hay là có cái gì đấy gọi là có tình cảm một tí là hay khóc. Dạ. Giờ quay trở lại cái cuộc hôn nhân của chị thì là chị mới ly hôn cách đây 4 năm thì là cái lý do gì chị ha trong cái cuộc sống này là hai anh chị là kết hôn với nhau được bao nhiêu lâu để mình ly hôn chị? Nói chung là chị thì kết hôn năm 1994. Yeah. Trong cuộc sống thì nó cũng không được là suôn sẻ lắm. Nhưng mà không được nói tóm lại là không được nhờ chồng. Nói chung là chồng tâm lý gia trưởng. Thì chị cũng cố gắng cái cuộc hôn nhân đến khi con chị trưởng thành, con chị ra trường xong thì chị mới quyết định là ly hôn. Còn trước đấy thì cũng rất là nhiều lần có xô xát hay là dặn vỡ rồi, nhưng mà cố gắng thì chị sợ là các cháu nó ảnh hưởng tâm lý ấy. Nhưng mà mình có ly thân trước khi mình ly hôn không chị, hay là nó ân ỉ bao nhiêu lâu không, hay là mình đùng một phát cái mình đột ngột cái mình ly hôn luôn chị ha?
Không, nói chung là cuộc sống thì nó xô xát thì nó cũng rất là, cái tư tưởng của mình nó rất là không không được tốt ấy. Nhưng mà nhà chị là không sống được nữa là ly hôn thôi, chứ còn cũng có ly thân thời gian khoảng một năm. Một năm thì chị tự quyết định ly hôn thôi, chứ còn chị muốn là người chủ động ly hôn. Chị không chủ động, chị cũng muốn là qua cái thời gian kiểu là mình ly thân xem là cái cuộc sống mỗi người kiểu nghĩ lại mình nên như thế nào ấy, như thế nào, thì cũng thấy là cũng có cái thời gian đấy là để cho hai người cùng có cái cơ hội. Nhưng mà anh quyết định anh ly hôn rồi cho nên là chị đồng ý. À, là chồng chị là người đề xuất ly hôn. Chồng chị là người làm đơn đề xuất. Dạ. Dạ rồi, bây giờ chị mong muốn tìm mẫu người như thế nào ạ? Tại vì chị cũng mới vào trong đây 7 tháng thôi, thì cái tiêu chí mà chọn một người bạn trai của chị sẽ như thế nào? À, chị thì chỉ cần người gọi là chân thật, biết gọi là chia sẻ, thương, cũng không đòi hỏi gì nhiều. Dạ, ngoại hình thì sao chị? Công việc tuổi tác thì sao? Tuổi tác thì nói chung là cũng không quan trọng lắm. Yeah. Vì tầm này rồi thì nói chung là chênh lệch một vài tuổi, chứ còn nếu mà chênh lệch nhiều quá thì chắc là nó cũng rất là, nó không được được hay lắm. Chứ còn chênh lệch một vài tuổi thì cũng được. Yeah. Lớn hơn chị hoặc nhỏ hơn chị vài tuổi cũng được đúng không? Đấy thì giờ vào miền Tây rồi, là các anh ở miền Tây được không? Sao chị? Bây giờ vào miền Tây ở rồi thì mấy anh ở miền Tây được không? Miền nào thì cũng được. Nói chung là chị giờ nó như kiểu tự do. Nếu như là miền ngoài thì nó sẽ có thể là nó sẽ phù hợp hơn về kiểu văn hóa hay là những cái gọi là mình sống từ xưa đến giờ ấy. Còn miền Tây thì nhiều cái thì chắc chắn là mình phải tìm hiểu nhiều hơn văn hóa của người ta. Dạ, rồi, ok chị. À, rồi, em cảm ơn chị Hương ha. Có gì thì chương trình sẽ liên hệ với chị để làm nội dung kịch câu, cũng như là có phù hợp thì mình sẽ liên hệ với mình cái hình chị ha. Ok em. Dạ rồi, em chào chị ạ. Rồi, em cứ tự chủ động giới thiệu. Vâng, em chào anh chị ạ. Em tên là Nhung, em sinh năm 1996. Hiện tại thì em đang ở Hà Nội và sắp tới thì em sẽ vào Sài Gòn. Sorry chị một chút, tại vì hôm nay em không make up được, vì mặt em đang chiếc mình đấy, nên là đang mấy hôm nay là đang không make up được ạ. Còn mấy hôm nữa em vào Sài Gòn thì lúc đấy mặt em đã ổn định hơn rồi thì có thể là thoải mái hơn. Sắp tới em vào Sài Gòn là chuyển công tác luôn hay sao? Vâng, em chuyển công tác luôn ạ, tại vì là em thích vào Sài Gòn lâu lắm rồi. Rồi Nhung đang làm gì? Em đang làm về live stream ạ, thỉnh thoảng thì em cũng có làm những cái job MC cho những cái sự kiện nó cũng bé bé thôi ạ. Live stream MC, em live stream trên nền tảng nào? Em live stream trên nick TikTok của doanh nghiệp thôi ạ. À, TikTok doanh nghiệp, rồi. Em có tham gia phim ảnh như là ít nhạc không? Mà em cũng quen nhỉ? Em có, tại vì là doanh nghiệp của em thì cũng làm kênh TikTok ấy, thì cũng thỉnh thoảng em cũng có quay những các anh chị đấy luôn ạ. Nhưng mà diễn viên thì không phải là em chuyên gì cả, chỉ là tiện em làm cùng thì em quay cùng mọi người cho vui thôi. Em là một cô gái như thế nào, em có điểm mạnh chủ yếu gì? Điểm mạnh của em thì em nghĩ chắc là kiểu em thẳng thắn trong cả công việc, cả cuộc sống. Còn điểm yếu thì chắc là vì thẳng thắn nên là nhiều khi cũng hơi cảm xúc quá, hơi kiểu bị cảm xúc over quá, nên là có thể là sẽ có nhiều người thích và nhiều người ghét. Rồi. Từ trước giờ em có mấy mối tình rồi? Em có một ạ. Một mối tình duy nhất. Sao cái đoạn này nghe hơi buồn buồn nhé. Rồi. Em kể chi tiết về cái mối tình đó của em đi. Đấy là em, nói chung là em quen anh đấy ở một cái ba ở trên cổ Hà Nội ấy. Xong rồi quen một thời gian thì cũng là mối tình đầu tiên luôn và cũng là mối tình duy nhất luôn. Năm đấy là em mới 21 tuổi. Thì quen 2 tháng thì là mới yêu. Xong rồi là yêu một thời gian thì không
có nhiều vấn đề nên là cũng không để với nhau nữa. Em ấy thì lấy vợ rồi. Lấy vợ rồi. Bây giờ là nhưng mà tại sao mà mình thế mẹ em quen được bao nhiêu thời gian, khoảng bao lâu? Em quen trong vòng hơn một năm. Nói chung là khi mà mình nhìn nhận lại thì không phải là người ta cũng có lỗi gì, mình đã qua lắm rồi. Điểm đấy kiểu mình có nhiều cái mình hơi stress áp lực, xong rồi mình chưa tìm cách cân bằng lại được, nên là sau cái lần đấy em yêu ai nữa. Với cả em cũng sắp là khi nào mà cái sự nghiệp của mình nó lên một chút thì mình mới kiểu như yêu nghiêm túc lại. Rồi, có nghĩa là tập trung vào công việc. Vâng. Rồi, bây giờ em cần chương trình tìm cho mình một người như thế nào? Em chỉ cần một người kiểu hiền hiền với cả trưởng thành thôi. Còn bởi vì là tính em thì nó cũng không hiền lắm đâu, nên là nếu như mà em lại gặp người không hiền lắm nữa thì vẫn không phù hợp. Nên là em cần một người hiền. Cần một người hiền, hiền lành. Vâng. Công việc của em thì em nghĩ của em thì công việc như nào làm ấy? Thực ra là em không tính công việc ổn định đấy dựa vào cái mức thu nhập, mà em chỉ tính vào cái ý là anh ấy vẫn chăm chỉ đi làm hàng ngày và anh ấy có sự cố gắng với cả cống hiến vậy thôi ạ. Không quá quan trọng là thu nhập phải bao nhiêu hay như nào đó. Anh ấy đang ở đâu thì ok. Ở đâu cũng được ạ, quan trọng là anh ấy hợp em. Hợp em đây đấy, quan trọng là anh hợp em ấy thì anh nào anh như thế nào thì mới hợp em. Nói chung là hồi xưa em yêu thì anh ấy cũng ở Sài Gòn mà, nên là em cũng từ Hà Nội yêu người Sài Gòn thì nó kiểu một dòng Việt Nam đấy, nên là bây giờ có xa hơn một tí thì em nghĩ là em cũng ok đó. Bây giờ hỏi thêm về phần ngoại hình đi, miêu tả về ngoại hình chi tiết xíu, em muốn người như thế nào? Thực ra thì hồi xưa là thật là hồi xưa em thích trai đẹp, nhưng mà bây giờ mình cần một cái người gọi là an toàn cho mình, nên là em chỉ cần ngoại hình nó bình thường là được. Em cũng không, bây giờ em không bị bây giờ không phải quan trọng ngoại hình nữa. Chiều cao mét mấy thì là ok. Mắt mấy cũng được. Mét mấy cũng được, chắc không? Em rất là dễ tính hơn. Mét mấy cũng được. Em không thích con trai như thế nào? Em thì không thích con trai kiểu kiểu hơi sexy quá. Hơi đánh đá quá. Ừ, rồi. Không còn còn điều gì không thích về con trai đâu. Thế thôi. Chỉ cần là đàn ông là được. Không thích sân si đánh đá, chỉ cần đàn ông. Rồi. Chứ là với cái tình trạng ấy khá lâu của em thì bây giờ cái tiêu chuẩn của em nó cũng đơn giản vậy thôi ạ. Ok. Em có hát hò, em là livestream chắc em hát được đúng không? Thực ra là cái kênh livestream của em là livestream bán hàng, không phải livestream của idol. Tuy nhiên thì hát thì em cũng biết qua qua một chút. Tất cả hồi xưa đi học thì em cũng thích làm MV mà, nên là cũng kiểu tự bỏ tiền ra cũng quay một số MV đó. Cũng có được giải luôn. Nhưng mà chắc là rồi, ok, vậy thì em hát thử một đoạn luôn đi để mình kết thúc cái phần cát này nha. Có phải anh đâu yêu trái tim, có người anh yêu thương rất buồn, có tim anh để nói cho anh lắng nghe lòng em. Wow, nhưng một khi nước mắt đã rơi theo niềm tin đã chấm okay. Em cảm ơn anh chị em đã dành thời gian cho em nhé. Cảm ơn mọi người nhé. Ừ, ok, cảm ơn Dung nhiều nhé. Có gì em đợi thông tin từ chương trình ha. Có thể là nếu mà có người phù hợp thì chương trình sẽ báo vào để ghi hình luôn ha. Tháng 11 hả chị? Tháng 1. Tháng 1. Ok. Em cảm ơn anh chị, quay chụp ngày tốt lành nha. Ừ, ok, chào em, cảm ơn em. Thêm mình lại nữa.